Lắc ở mọi nơi, lắc ở mọi chỗ, lắc từ thang máy ra đến cầu thang, rồi cả lúc mọi người làm việc cũng lắc luôn. Thì chỉ có thể là xoài lắc, nhưng mà lại là phiên bản kẹo dẻo boom mới hay chứ. Chuyện là đang ngồi lướt lướt, đập ngay vào mắt mấy cái clip trái cây lắc muối ớt. Thèm thế nhở, mà đã thèm là phải kiếm đồ để ăn luôn. Nhưng mà quanh quanh mấy cái tủ thì chỉ có toàn đồ ăn hoa bánh kẹo rồi. Thế nên là muốn tìm hoa quả thì chắc phải ra tủ lạnh cơ. Rồi chán thế, ngăn mát chả có gì cả. Thế thì ta lại phải tìm ngăn đông, và thật bất ngờ, đồ ăn đã dâng tới miệng từ giờ đây. Thực ra là cũng không bất ngờ lắm, vì mình nhớ là mình có mua cái hộp cóc lắc, chỉ là không nhớ để ở đâu thôi. Giờ tìm thấy rồi, đúng lúc thèm thì khui ra ăn luôn. Cóc xanh này, muối ớt tôm này, nghe đã thấy rất nước miếng rồi. Dưới vào rồi lắc lên và chuẩn bị là thưởng thức nào. Miếng nào miếng đấy, nó giòn, nó chua, nó tê cay, cắn nó xuống miệng lắm ấy chứ. Nhưng mà ăn có từng đấy thì không đã mọi người ạ. Vừa hay bánh ú nó có cái gì đây này. Mình biết rồi, cái kẹo dẻo này là của Orion này. Nhưng mà lắc muối ớt quá ư là chất lượng luôn. Bánh ú mất công mua rồi thì giờ là mình lắc, con bé nó bảo thế. Thì là chia nhau ra làm thì mới có cái ăn chứ. Đấy, boom jelly lắc này, vị xoài muối ớt này. Nghe nó vừa lạ mà nó lại vừa hay ho nhỉ. Ôi trời, có cái gói muối ớt ở trong luôn đây này. Và còn kẹo dẻo hình quả xoài ảo ghê. Mà hình quả xoài còn chưa đủ, hình miếng xoài nữa mới chịu chứ. Thì đây để mình bóp bóp cái miếng kẹo dẻo không ấy, mọi người lại tưởng mình nói xạo. Dẻo lắm luôn, mềm lắm luôn. Cầm thích ghê, chắc ăn là cũng thích làm đây. Và cách ăn cái món kẹo này thì cũng đơn giản thôi, cắt ra như thế này rồi nhá. Giờ thì mình cắt thêm cái gói muối ớt, sau đó là đổ vào. Nói chung là cứ coi cái này là xoài lắc đi, đừng coi là kẹo dẻo, vội tí nữa thưởng thức cái hương vị thì tính sao. Thì đấy, cho thật nhiều muối vào ăn cho nó đậm vị. Rồi giờ thì đến cái phần lắc này. Lắc ngay tại chỗ rồi lắc ra ngoài cửa. Nếu mà thấy chưa đủ thì chúng ta có thể vừa leo bậc thang vừa lắc như thế này. Leo như vậy mỏi chân thì chúng ta có thể đi thang máy và lắc. Và lắc ở trong nhà thấy hơi bí thì chúng ta có thể lắc ra ngoài cho nó thoáng. Lắc từ chỗ nọ đến chỗ kia, lắc đến chỗ mọi người làm việc luôn thì chúng ta đã có thành quả là một cái túi kẹo dẻo xoài lắc. Gọi là thấm đẫm gia vị luôn, đúng là khủng bõ cổng lắc nãy rồi. Miếng nào miếng đấy màu nó đẹp kê mà quyện lấy cả muối ớt này. Ăn thì đúng là kẹo dẻo ấy mọi người, nó dẻo dẻo rồi nó lại dai dai. Ăn cả miếng cũng được mà cắn nửa miếng cũng được. Lúc đầu là có thể ăn chưa quen đấy. Vị mặn mặn ngọt ngọt lại hơi chua chua ở đâu đó. Và còn cả cái vị tê cay nhẹ nhẹ nữa. Đấy, cắn kiểu rất dài ra như mình thì cũng hay cơ. Mình ăn 2-3 miếng xong là phải đưa cho bánh ú ấy. Tại vì là kẹo của con bé mà, mình gọi là chỉ ăn ké thôi. Công nhận là tìm được cái kẹo hay đấy em ạ. Kẹo dẻo bùm ngon bùng vị xoài, lắc chuẩn cá tính luôn. Thế thì mới ra được cái vị gọi là hay ho như thế này. Ăn hết gói thứ nhất thì chị em mình lại lắc thêm gói thứ hai để ăn chung với nhau đây này. Đúng kiểu là ăn là cuốn miệng không bỏ được luôn đấy. Còn nữa, cái kẹo dẻo này cũng chuẩn hương vị xoài tự nhiên, không hề bị sượng chân đâu. Mà cái vị đúng là kiểu mới ấy. Thế nên là khi ăn cứ cảm giác cả bắt miệng. Mà không chỉ chị em mình đâu, chị em bạn bè cũng lắc vô cùng hào hứng luôn. Đúng kẹo lắc muối ớt là không lầm được đi đâu mà. Tại vì là một phần mọi người cũng thấy lạ nữa, muốn thử cái hương vị của nó. Thì đấy, cứ ăn thử đi, đảm bảo là sẽ không hối hận đâu.